Bình quân 9 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình này, chuỗi bán lẻ thuộc Vincommerce đã có nhiều giải pháp bảo đảm mức giá cạnh tranh so với thị trường, mang sản phẩm giá tốt tới người tiêu dùng ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Theo đó, Vincommerce thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như dự đoán nhu cầu, tính toán số lượng hàng nhập chuẩn để giảm lượng hàng tồn kho, đồng thời ký kết trực tiếp với nhà cung cấp theo mô hình B2B2C, làm giảm bớt khâu trung gian, giảm giá thành sản phẩm và phát triển hệ thống logistics riêng. Vincommerce của chúng tôi thì đang cung cấp cho tới khách hàng những sản phẩm chất lượng và có giá tốt để góp phần để chia sẻ những khó khăn, gánh nặng về chi tiêu cho khách hàng trong dịch những lúc khó khăn như thế này. Thì có thể nói là hiện nay thì chúng tôi vẫn đang triển khai mỗi tháng định kỳ 2 kỳ khuyến mại thường xuyên với hàng nghìn sản phẩm khuyến mại và trải rộng tất cả các ngành hàng từ sản phẩm tươi sống cho đến các sản phẩm nhu yếu phẩm khác như là hóa mỹ phẩm hay là bơ sữa, bánh kẹo chẳng hạn. Theo kết quả khảo sát, 8 tháng đầu năm tại một số khu vực thành thị và nông thôn trên cả nước, các sản phẩm thiết yếu thuộc ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, phi thực phẩm tại Vincommerce đa phần có giá rẻ hơn so với mặt bằng chung thị trường. Bên cạnh đó, trung bình mỗi năm, Vincommerce thu mua và tiêu thụ 83.000 tấn nông sản nội địa, không chỉ đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm mà còn giúp thúc đẩy kinh tế trong khu vực.